Đây, báo cáo các bác là bếp từ điện 220 cũng có. Nhưng mà khi chọn dòng 220 cho các bác tiện thì có những bác lại yêu cầu là lại muốn mua đồ điện 100 còn zin cơ. Thì đây ạ, bếp đơn điện 100 còn zin. Bếp này nấu nồi 30-35 thoải mái nhé. Đường kính như này, đường kính nồi là 30 này. Bác có thể nấu 30-35 được. À, đây là dòng bếp đơn, bác có thể là dùng bếp nấu cho gia đình hoặc là bếp nồi lẩu hoặc là bếp cho một số gia đình, như có nhiều gia đình ấy thì là có đường điện, có nghĩa điện 100V như nhà em này, điện 100V sẵn trong tường rồi, 200 bên này thì bác chỉ việc cắm vào thôi để dùng thôi. Thì báo cáo bác là đối với dòng này thì là điện còn nguyên bản, điện 100V đây này, ghi chú ý điện 100V phải cắm qua đổi nguồn, được chưa? Đấy, thì đối với dòng này thì dòng nó còn zin hết, các bác có thể úp lên mặt kính hoặc mặt bàn để cho nó thành đế âm, có đế âm nhá, nó có cả khóa đế âm này, các nhìn chưa, có cả khóa đế âm luôn. Đấy, đối với dòng này và cho các gia đình có cái nói tóm lại là nấu cường độ nấu nó ít, ví dụ như ông bà bố mẹ hoặc là các bác chỉ thêm cái đổi nguồn này cắm dưới, bởi vì là càng cái bếp nguyên bản này thì nó cái thì nó cũng còn zin hết như kiểu bên Nhật ấy. Con này có HIH nhé, IH này, đây nồi này, bác chỉ cần ấn nguồn này, giữ tay này, đấy, giữ tay, thấy chưa, là bật nguồn rồi. Nhưng phải bật bếp này, bật bếp lên luôn, đấy, tăng nhiệt độ này, đấy, tăng nhiệt độ, đấy, thấy chưa, tắt đi đây, đấy, tắt chỉ giữ tay này, lại giữ tay lại bật này, lại bật bếp này lên, ok chưa? Nó rất dễ sử dụng, nó chỉ có một nút tắt nguồn, tắt và bật, tăng giảm, tăng và giảm. Đấy, thì tôi còn những nút hẹn giờ thì chắc các bạn không cần. Đây là đun nước sôi các thứ thì không cần thiết, chỉ cần hướng dẫn thôi. Và cái dòng bếp này báo cáo bác là bếp điện 100V, tốc độ sôi rất là nhanh, có nhìn chưa? Đấy không? Đây em đặt cái nồi này, nồi này đường kính 20, bếp này các bác có thể nấu bếp ba đường kính nồi 30-35 thoải mái. Nói chung là tốc độ sôi rất là nhanh. Đấy, nên là về cái cường độ bếp từ bếp lẩu các thứ tùy các bác thôi. Nếu như mà là bác muốn dùng bếp còn zin điện nguyên đây, đây là còn zin hết ạ, mặt inox nhé, mặt thép inox chống rỉ. Để cho bác mức giá 900k một chiếc này. Bác ra bây giờ bác mua cái một cái bếp từ vớ vẩn ở ngoài nó cũng tiền triệu chứ chẳng phải nói 900. Này, 900k một chiếc bếp từ nội địa Nhật điện 100V, 900k các bác nhé, để cho bác 900k. Đấy, tắt nguồn này, tắt này, bật này. Đấy, nói chung là hàng thì nó sẽ dùng cái độ an toàn cao. Và đặc biệt là những bác nào mà dùng để nấu ví dụ như là làm nhà hàng ấy, mà đặt những cái bếp này để ăn lẩu có thứ, để bếp âm mà có điện như này chạy rất là tốt. Bởi vì cái bếp này này, độ bền nó cao. Thứ hai là tốn điện, nó không đốt như điện kia đâu, nó không tốn điện lắm đâu nhé, các bác nhé, nó không tốn điện nhiều. Đấy, chứ còn cái tường bếp tàu và thì tùy thôi. Còn những cái bếp này thì nó rất cầu kỳ là về cái đường điện, cắm nhầm là bị cháy mất. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn, mức giá 900k chiếc bếp Panasonic, model là KZ11BP. Ok chưa? BP. Hàng zin zin luôn, bao hoạt động bình thường cho bác nhé. Rồi em Tuấn chào các bác. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0911 169961 ạ. Giá 900k.